Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh ông Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, Uông Bí, Quảng Ninh, xua tay không phát hộp chè cho trẻ em tại một sự kiện do nhà chùa tổ chức. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng, vị trụ trì chỉ phát lộc cho người lớn, những người cúng dường còn không phát cho trẻ nhỏ. Sự việc sau đó khiến dư luận xôn xao bức xúc. Ông Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng xác nhận, clip trên ghi lại hình ảnh tại một buổi lễ của chùa. Tuy nhiên, đoạn clip đã bị cắt đầu, cắt đuôi khiến người xem không hiểu đúng bản chất sự việc. Trụ trì chùa Ba Vàng thông tin, sự kiện đó diễn ra ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch, tức ngày 12 tháng 5, trong dịp đại lễ Phật đàn tại chùa Ba Vàng. Đó là lễ hội Tết ẩm thực kính mừng Phật đàn với số lượng hàng chục nghìn người, đặc biệt có rất đông trẻ em về dự lễ. Ông Thích Trúc Thái Minh cho biết, để phục vụ cho hàng chục nghìn nhân dân, Phật tử, du khách tham gia lễ hội ẩm thực, ban tổ chức đã bố trí từng khu vực cho từng đối tượng, bao gồm khu vực dành cho đại biểu, khu vực dành cho du khách thập phương, khu vực dành cho Phật tử và khu vực dành cho thiếu nhi. Sau khi thực hiện xong các nghi thức và chương trình Tết ẩm thực, nhà chùa phát quà mời mọi người. Đoạn clip được quay tại khu vực nhà chùa sắp xếp mời các đại biểu lên nhận quà. Ông Thích Trúc Thái Minh nói, đang phát quà cho đại biểu thì có mấy cháu nhỏ chạy vào, thầy mới chỉ tay bảo, các con ra chỗ kia, chỗ kia là chỗ của các con đấy. Cùng lúc đó, có mấy cô Phật tử kéo các cháu ra chỗ dành riêng cho các cháu để nhà chùa phát quà cho các cháu, không bị chen lấn với người lớn thầy phát cho một cháu rồi, các cháu khác lại kéo nhau vào thì lộn xộn hết cả. Trụ trì chùa Ba Vàng cho biết thêm, buổi lễ hôm đó chỉ có hơn 10 đại biểu. Do bận công việc nên các đại biểu được phát quà xong và về luôn. Sau đó, khu vực đại biểu lại dành làm nơi phát quà cho nhân dân, Phật tử, các cháu thiếu nhi cũng được phát quà và thưởng thức các món ăn. Ông Thích Trúc Thái Minh nói, clip thì đúng nhưng mà bị cắt đoạn. Rồi họ đăng lên nói thầy là đuổi trẻ con đi, không phát quà cho trẻ con có đời nào mà lại như thế. Với tư cách thầy Thích Trúc Thái Minh năm nào cũng tổ chức các khóa tu mùa hè mấy chục nghìn cháu nhỏ, một mùa hè thầy chi mấy chục tỷ, nhưng có thu của các cháu đồng nào đâu. Tất cả nhà chùa đài thọ hết, từ quần áo đến ăn uống đó, thầy có tiếc các cháu đâu mà lại đi tiếc các cháu hộp chè. Thầy ưu tiên nhất trẻ con mà, làm cũng cho các cháu là chính thôi. Vậy mà giờ bảo thầy Thái Minh chỉ vì mấy vị lớn tuổi có tiền cúng dường thì mới cho. Cái đấy là xúc phạm, sao họ lại ác ý, ác tâm thế? Tuy nhiên, một chuyên gia cho rằng, hành động phẩy tay với trẻ nhỏ như vậy, dù giải thích bằng bất cứ lý do gì thì cũng hết sức phản cảm và phần nào đó thể hiện sự vô tâm, vô tình, nhất là của các nhà tu hành vốn được coi là từ bi, hỷ xả. Những ngày qua, mạng xã hội đăng tải một clip về việc một cô gái lên tiếng tố cáo bị nhà sư nào đó quấy rối khi đi chùa. Clip này xuất hiện trên Facebook vào ngày 14 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, những ngày qua, một YouTuber đã cố tình ghép hình ảnh và tên thượng tọa thích nhật tử, trụ trì chuồn giác ngộ vào clip theo đó đoạn clip với giọng cô gái nói rằng đi chùa thì có một đại đức nhờ đặt xe trong clip cô gái nói thầy có xin số điện thoại sau đó liên tục gọi điện lên chùa làm công quả cô gái nói lúc lên chùa thì thầy lấy điện thoại ra chụp hình và sau đó liên tục gọi điện làm phiền nhờ đi mua đồ và mời đi sinh nhật Thượng tọa thích nhật từ cho biết các trang mạng xã hội bất chấp luật pháp và đạo đức cố tình ghép ảnh và tên của ông vào clip cô gái. So với đoạn video gốc cô gái đăng tải, thì các đối tượng đã cắt ghép và thêm chữ nhật vào sau chữ thích và dấu ba chấm trong lời cô gái nói. Việc này nhằm mục đích gây hiểu lầm cô gái đang nói đến thượng tọa thích nhật từ. Cùng với đó là những tiêu đề ảnh thumbnail ảnh bìa trên YouTube gắn tên thượng tọa thích nhật từ để suy diễn hướng lái dư luận hiểu sai. Thượng tọa Thích Nhật Tử nói, một số youtuber ở nước ngoài, một số tiktoker trong nước đã cố tình thông tin sai sự thật khi lồng clip cô gái và tạo ảnh avatar của tôi trên các trang mạng nhằm lái dư luận hiểu cô gái đang nói đến tôi. Trong clip, cô gái nói ngôi chùa lớn nhất nhì trong khi chùa giác ngộ nhỏ. Cô gái nói đại đức đó ăn cơm chung cô gái trong nhà bếp trong khi bếp của chùa giác ngộ rất nhỏ và tôi chưa từng ăn cơm chung với bất kỳ người nào trong bếp của chùa. Sân chùa giác ngộ không có ghế đá như trong clip và một điều sai sự thật nữa là cô gái nói ông thầy đó mời cô dự sinh nhật của ông ấy vào ngày 20 tháng 11 trong khi sinh nhật của tôi vào ngày rằm tháng 2 âm lịch. Thượng tòa Thích Nhật Từ cho biết thêm, tôi sẽ gửi đơn đến Bộ Công an, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng khác nhờ can thiệp và ngăn chặn những thông tin vu khống sai sự thật này. Về vấn đề này, luật sư Lưu Tuấn Anh Toàn, giám đốc công ty luật Lưu Vũ cho biết, nếu bị vu khống bị xúc phạm trên không gian mạng, người dân cần thu thập chứng cứ và gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét xử lý những trang mạng, những cá nhân có hành vi xâm phạm đến danh dự uy tín. Việc gắn kết có chú ý nhằm đến hạ nhục uy tín cá nhân sẽ bị xử lý hành chính và xử lý hình sự với nhiều tội danh khác nhau, như tội vu khống Điều 156, tội làm nhục người khác Điều 155, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Thời gian qua, nhiều fanpage, hội nhóm trên mạng xã hội liên tục chia sẻ clip bài giảng kèm hình ảnh của Thượng tọa Thích Trân Quang với nội dung Cúng nhà cho chùa rồi ra tròi ở. Các bài đăng này nhanh chóng nhận về lượt tương tác lớn. Theo tìm hiểu, đoạn clip nói trên được trích từ buổi thuyết giảng của Thượng tọa Thích chân Quang tại chùa Hoàng Phúc, tỉnh Quảng Bình vào ngày 30 tháng 3 năm 2016 nội dung buổi thuyết giảng đã được đăng tải trên kênh YouTube Pháp Quang Vấn Đáp. Ở cuối buổi thuyết giảng về chủ đề nhân quả, một Phật tử hỏi về việc có nhiều người vì lợi ích cá nhân mà tìm cách cản trở việc đền bù đất xây chùa, dù chính quyền đã hỗ trợ thỏa đáng. Trả lời vấn đề này, Thượng tọa Thích Chân Quang khẳng định ở đây mang hai tội. Ông phân tích, một là xây chùa mà tìm cách ngăn cản là đời sau chính mình tiêu, đời này con cháu mình không còn ăn nên làm ra, không ngóc đầu lên được thì đầu rất đó, làm đâu hư đó, Thứ hai, đất làm đường công cộng mà cứ tìm cách đòi giá cho cao, đòi tiền đền bù cao, trong khi đường đó mình đi. Thượng tọa Thích Trân Quang cũng đưa ra một ví dụ về trường hợp đệ tử của mình tình nguyện hiến đất để làm đường, vì đường làm xong chính anh ta đi, vợ con, gia đình anh ta đi. Theo thượng tọa Thích Trân Quang, làm đường là phần phước rất lớn cho con cháu. Ông nói, những lúc nhà nước làm đường, mình hiến được nên hiến để cho nhà nước nhẹ ngân sách mà mình có phước. Về phần mình, Thượng tọa Thích Trân Quang cho biết, Chỗ nào thầy xây nhà, xây thiền đường, đều bắt đệ tử xây hàng rào lui vào bên trong, nhưng đường công cộng rộng thêm. Mặc dù khi xây lùi vào trong là xác định mất nhiều đất, nhưng mình lại có thêm một chút phước. Vị này nói, đấy là đường, chùa cũng vậy. Chùa là nơi tâm linh, thiêng liêng, đất mình có cơ hội cúng cho chùa thì phước rất lớn, đừng bày đặt đòi tiền cho cao. Ví dụ, cái nhà mình tự nhiên sát bên chùa, mình nhìn qua chùa thấy chùa chật trội, Phật tử tới nhiều mà chùa chật. Nói thẳng một câu, người mà có tâm đạo cũng luôn cho cả cái nhà mình cho chùa luôn, dọn đi chỗ khác ở. Cứ ở một cái tròi nào đó, ở bình thường thôi, cũng hết cả phần đất, rồi sau này sẽ coi con cháu mình giàu. Kết luận vấn đề, Thượng tọa Thích Trương Quang nhấn mạnh, dám hiến luôn đất bên mình cho chùa để mở rộng chùa cho người ta tu tập. Sau này, mình sống coi con cháu mình thành công, phước đến rất lớn. Có những người đất hiến cho chùa mà tìm cách cản trở, sau này con cháu ngóc đầu lên không nổi, nhớ như vậy. Đang nói, ngoài clip nêu trên, trên mạng xã hội cũng đang truyền nhiều clip phát ngôn kèm hình ảnh thượng tọa Thích Trân Quang Như. Tái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh. Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma cầm. Trẻ ham mê đi du lịch, về nhà bị liệt nằm một chỗ. Trồng cà phê là nơi đang tạo nghiệp. Cúng dường tiền lẻ bị tổn phước, suối quẩy. Rất nhiều người sau khi xem clip trích lời của Thượng tọa Thích Trân Quang đã bày tỏ ý kiến không đồng tình. Song cũng có những người cho rằng Việc nhiều tài khoản mạng xã hội đã cắt ghép câu nói, phát ngôn của Thượng tọa Thích Trân Quang trong một số buổi thuyết giảng rồi tung lên mạng nhưng không đặt trong bối cảnh buổi trò chuyện khiến cộng đồng hiểu sai, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của vị tu hành. Về kênh youtube Pháp Quang Vấn Đáp, theo giới thiệu, đây là kênh youtube đăng tải những câu trả lời của Thượng tọa Thích Trân Quang về các vấn đề trong tu tập và cuộc sống như mối quan hệ trong gia đình, đồng nghiệp, tương quan trong xã hội, sức khỏe, học tập, tâm linh. Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang trực thuộc Chùa Thiền Tôn Phật Quang giữ vai trò quản lý, phát hành, truyền thông các bài giảng, sáng tác nhạc, ấn phẩm của Thượng tọa Thích Trân Quang, thông qua các kênh chính thức Pháp Quang. Cùng với đó, trên kênh Youtube này cũng để đường link thông tin cúng dường Thiền Tôn Phật Quang với 9 số tài khoản tiếp nhận cúng dường. Chủ tài khoản tiếp nhận là Vương Tấn Việt.